Hello, xin chào cả nhà. Trên năm tuần rồi thì công ty có cái package của Firmness Package for Sale, thì khá nhiều khách Vân đang có sở hữu cái bộ đó. Thì hôm nay Vân sẽ mượn cái Facebook Live này để Vân hướng dẫn các bạn cái cách để làm nha, cái cách để làm cái bộ Firmness và làm sao để mình sẽ quick có một chừng khoảng 5 phút ha, rửa mặt mỗi ngày để cho mình có một cái làn da săn chắc đẹp ha. Ok, thì Vân sẽ 2 tuần rồi thì mình bán khá là nhiều cái Lumi Spa và cái Firmness Package. Có nghĩa là đây là ba sản phẩm mình cần làm và chỉ có 5 phút một ngày thôi. Không đầy chừng 4 chút phút một ngày thôi ha. Là mình sẽ có sở hữu một cái làn da thiệt là đẹp, săn chắc mình. Ok. Rồi, bây giờ Vân sẽ đi sâu vào ha. Tại vì Vân hướng dẫn từng bạn một thì Vân sẽ mượn cái video này để Vân hướng dẫn, Vân gửi ra cho các bạn luôn nhé. Vân hay kèm theo cái moisture mist ha, cái nắp cam moisture mist ha, để mình giữ ẩm cái mặt á, thịt cho nó ướt ẩm cái mặt ha. Cái moisture mist này nó sẽ giúp cho cái da của mình nó không bị cằn, không bị khô. Ok. Rồi sau đó thì Vân sẽ để cái gel của Lumi Spa. Lumi Spa là một cái máy rửa mặt siêu thông minh mà có khá là nhiều bạn đã sở hữu. Nhưng mà mình muốn làm cho nó đúng á. Cái cách làm cho đúng thì mình sẽ có một cái kết quả nó cao hơn ha. Okay. 2 phút mấy chị nha. 2 phút. Thì trước hết là vẫn chạy cái máy này trước ha. Mình thoa cho đều. Nhớ là lúc nào cũng phải đi lên 45 độ đi lên ha. Đi lên cái da của mình. Muốn sở hữu một làn da đẹp thì mình phải siêng chút xíu. Thì cái này nó không mất nhiều thời gian mà chỉ có 2 phút một lần mình xài thôi. Và một ngày mình xài hai lần thôi. Mình đi 45 độ đi lên, 45 độ đi lên. 45 độ đi lên ha. Ok, Quyên nhìn chị rồi, Quyên giữ cái video này để làm ha, để hướng dẫn cái cách hướng dẫn chị làm, giúp cho làm đúng ha. Hồi tuần rồi đó là Vân có bị một cái bệnh nghẹt mũi đó. Nó bị dị ứng mũi đó. Thì có một cái chị bạn chị hướng dẫn Vân chạy bằng cái máy này mà nó thông mũi mấy anh chị. Đây là mình mới phát hiện ra ha. Giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn cái cách ha, làm cho nó thông luôn cái mũi mình luôn ha. Thì đây là những cái nguyệt nè. Và chị nói là để đây chừng khoảng cỡ 30 chừng khoảng 15 giây ha. Xong mình cho qua đây là một cái nguyệt khác nè, khoảng cỡ 10 cho tới 15 giây. Xong mình kéo lên trên này. Đây là những bạn mà này giúp cho nó thông cái mũi của mình ha. Mình feel good lắm, feel rất là good luôn anh chị ơi, cảm giác nó rất là good ha. Và dưới đây nữa nè, sau lưng lỗ tai nè ha. Bạn nào có bạn làm thử nha. Nó sẽ thông, cảm nhận nó thông cái mũi mà nó thông luôn cái đầu của mình luôn. Okay. Đây cũng vậy nữa ha, sau lưng cái lỗ tai nè. Mình để chừng khoảng 10 giây. Sau đó ở bên này cái này ha. Đây cái này ha. Nó sẽ thông cái lỗ mũi mình đã lắm. Đây. Nhớ là kéo ra ha. Rồi 2 phút xong mấy chị, rất là nhanh, rất rất là nhanh, cực kỳ nhanh ha. Nó sẽ lấy hết những cái gì dơ bẩn mặt mình, thì không có make up nhiều mà nó lấy được chất nhờn, chất dơ dưới mặt mình nè. Okay. Giờ nếu mà các bạn muốn chạy cho cái môi của mình á sạch và săn á, thì các bạn chạy thêm chừng 30 second nữa ha. Mình lấy hết tất cả các son rồi ra. Rồi chừng 30 giây nữa ha, các bạn thấy nè. Nó sẽ lấy nó đóng vô cái máy này ha. Và sau đó mình sẽ rửa sơn nha. Mình sẽ các bạn clean cái này rất là dễ, rửa bằng nước ấm hoặc là nước ấm khoảng 75% đó. Rửa nó sạch, nó rất là sạch luôn, tại vì nó là chất silicon đó, nó tự nó sát trùng ha. Rồi. Để con quay vào đây chút xíu. Ok.
Sau khi mà Vân ấy xong thì mình sẽ rửa lại bằng nước lạnh nha. Rồi Vân sẽ dùng cái Ageless Cleansing Tone lên 2 pump ha. Cái công dụng của Ageless Cleansing Tone nó đi với cái bộ Formless Package mà thứ năm vừa qua anh chị em mình mua đó. Mình sẽ thắp cho đều. Cái Ageless Cleansing Tone này Vân rất là thích, là vì nó giúp được săn chắc cái da hơn và giảm nếp nhăn, làm sáng cái da ra. Mấy chị thấy ngay tức khắc luôn trong lúc lần đầu tiên mình làm đó. Thì cái cách làm á, mấy chị đi lên ha, 45 độ đi lên, cổ cũng vậy ha. Nhớ là mình làm cái gì cho mặt mình phải làm cho cổ một chút nhé. Massage ra ha. Massage ra. Hai chị Mẫn. Mình vuốt cho tới khi nào không còn bọt nữa nha. Chắc khoảng cỡ 1 phút tới 2 phút ha. 1 tới 2 phút. Con rất là thích sữa rửa mặt này. Đây là một loại sữa rửa mặt hoa hồng thôi, nhưng mà nó có cái công nghệ chống lão hóa trong này. Ba sản phẩm này đều có công nghệ chống lão hóa hết mấy chị nha. Nó ngăn chặn được cái lão hóa của mình và nó giúp tái tạo, hồi phục lại cái da của mình ha. Giúp cho da mình càng ngày càng săn chắc hơn, tái tạo sự đàn hồi của da, khép lỗ chân lông nhỏ lại. Và như mấy chị biết là 7 công dụng của Lumi Spa nó rất là tuyệt vời mấy chị ơi. Nếu mình xài mà trong vòng 12 tuần liên tục á, cái mặt của mình nó như da em bé vậy đó, rất là mịn. Okay. Rồi mấy anh chị kéo lên 45 độ ha. Kéo lên thì mạnh, kéo xuống thì nhẹ ha. Cho tới khi mình không còn cảm nhận cái bọt trên cái mặt của mình nữa. Okay, thì mình sẽ rửa mặt ha. Và thường thì mình nếu mình rửa mặt này mà một mình á thì khoảng 2 pump. Mà thường nếu mình chạy chung với cái máy á, sau lần cái máy đó mình khoảng cỡ một pump rưỡi là ok rồi, một pump thêm xíu nữa là ok ha. Nhớ là kéo ra để mình giúp cho cái con mắt của mình á đừng có bị bọc mỡ dưới mắt nè. Anh chị thấy ha. Đó cũng có cái bọc mỡ rất là sâu luôn. Ok, bây giờ mình sẽ rửa cái mặt cho thật sạch. Đợt này thì mình sẽ rửa thật sạch cái mặt của mình ha. Thì bây giờ mình cảm nhận cái làn da mình nó rất là mịn mấy chị ơi, rất là mịn luôn. Làn da em bé. Nếu mà anh chị nào mà có máy facial spa đó hoặc là Galvanic spa đó thì mình sẽ chạy sau khi rửa về ha, thì mình sẽ dùng cái facial spa hoặc là cái máy Galvanic spa. Thì cái máy này nó giúp cho da mình săn chắc hơn nữa, chắc hơn ha, và nó giúp cho da mình tái tạo lại, làm mới lại ha, và đẩy đi cái lão hóa của mình. Thì bây giờ Vân sẽ không có làm cái facial spa, nhưng mà Vân làm cái perm anh chị nha. Cái perm cho những bạn nào mà dùng mua cái formless package với cái Lumi Spa vừa rồi đó. Một viên ha. Đây là cái True Face Essence Ultra. Công dụng của nó là nó giúp săn chắc cái da mặt của mình, tái tạo lại sự đàn hồi của da, làm cho da mịn và sáng ra, rất là mịn màng của da mấy chị. Bạn Nguyên nói em mới chạy rửa mặt một lần. Ok, sao mà bị đó. Ok, em có thể nhắn chị nha, vì cái da của mỗi người mỗi khác đó, có thể là chưa quen đó. Ok, rồi mình sẽ dùng cái này ha. Giờ mình sẽ tap đều ha.
nó làm bằng viên như vậy để rất là dễ dùng anh chị, để đừng có đúng cái số lượng, đừng có xài bị hao cổ nữa ha. Mình nhớ là mình làm cái gì mình làm cho cổ luôn nha. Ok rồi, mình sẽ tap đều ha. Ok rồi, sau đó mình massage anh chị nha, tap đều cho nó thẩm thấu xuống, sau đó mình massage. À, các bạn nào mà da mình chưa có quen đó, vì đây là có cái công nghệ chống lão hóa đó, à, cho nên các bạn nào mà da chưa quen thì một vài lần á thì cái da mình nó sẽ quen. Ok, vì nó hơi nó có cái công nghệ chống lão hóa cho nên nó hơi đặc biệt hơn các loại sản phẩm khác. Anh chị cũng là 45 độ đi lên nha, để băng kéo từ từ cho mấy chị thấy này nha. 45 độ đi lên, cổ cũng vậy ha, cổ cũng vậy này nha, đi lên ha, kéo lên nó thì đẩy mạnh chút xíu ha, để nó sẽ được cái được sự săn chắc của da. Giờ nếu mình muốn kéo cái mí mắt của mình lên cho mắt của mình to đó, không có bị sụp á, thì mình sẽ làm như thế này ha, đi từ từ và 45 độ kéo thẳng lên, 45 độ mình kéo thẳng lên. Trước đây Vân bị một cái bọc mỡ bục mắt rất là sâu á, mình làm như thế này với cái bây giờ nó không còn nữa. Rồi đây cũng vậy ha, 45 độ kéo thẳng da lên, hoặc là mình kéo như vậy ha, kéo thẳng ra cái chỗ tóc luôn nha. Và mình đừng bao giờ mà mình làm như vậy của da nha mấy chị, da nó sẽ bị dùng á, cho nên lúc nào cũng phải kéo lên, rửa mặt ha, bất cứ chạy máy hay cái gì cũng phải kéo lên. Ok, chào bạn Trần Hạnh Hiền. Ok, vậy là xong rồi mấy chị, mình chỉ cần 5 phút mỗi lần mình làm thôi là mình sẽ có một cái làn da rất là mịn, rất là săn chắc. Mấy chị thấy cái sự săn chắc của da của Vân không? Nó săn chắc và nó mịn, rất là mịn luôn. Lý do tại sao mà Vân thích cái viên pearl đó là mấy chị cảm nhận được liền, ngay tức khắc liền, trong vòng một lần làm thì mấy chị sẽ cảm nhận được cái da của mình nó mịn mà nó săn, mà cái lớp nhăn của mình đó, nó sẽ giảm ngay tức khắc liền. Rồi nếu anh chị nào mà có câu hỏi gì thì mấy chị cũng có thể nhắn inbox cho Vân ha, Vân sẽ hướng dẫn mấy chị chi tiết hơn hoặc là trả lời được tất cả các câu hỏi của mấy chị. Và đây là những sản phẩm mà Vân dùng trong 6 năm nay, giúp cho da mình càng ngày càng trẻ, càng đẹp. Và như mấy chị đã thấy rất là nhiều tấm hình before and after của Vân đó, là mình không có thích dùng make up nhiều mấy chị, mình chỉ thích dùng son thôi, make up mình không có thích dùng nhiều. Cho nên mình làm sao cho cái làn da của mình nó đẹp, nó mịn thì mình sẽ không có phải không có phải dùng make up cho thiệt là dày để cover nó mấy chị. Thì vẫn chúc mấy chị xài sản phẩm càng ngày càng trẻ đẹp hơn nữa nhé. Và những sản phẩm này có thể giúp mình càng ngày càng trẻ đẹp hơn mấy chị, và bản thân Vân đã chứng minh được điều đó rồi. Cho nên anh chị nào chưa trải nghiệm nên trải nghiệm nhé, để được một cái làn da, sở hữu một cái làn da như ý muốn của mình. Mình làm chủ làn da của mình, mình muốn da của mình như thế nào mình có thể làm chủ nó. Ok, đừng có để cho lão quá làm chủ da của mình mấy chị nhé, và mình có thể làm được điều đó. Ok rồi, Vân chào tạm biệt cả nhà nhé. Có gì thì anh chị cứ inbox cho Vân, hoặc là những anh chị mà chia sẻ cái video này, anh chị cũng có thể hỏi họ. Chào tạm biệt, bye bye.